Dạ, con là giáo viên. Con có làm thêm thiện nguyện nên con thường đăng trên trang của con. Kết quả khi làm xong để mạnh thường quân nắm tình hình. Nhiều khi nhóm con trợ vốn cho người nghèo để mua bán. Con cũng có khuyến khích họ bán chay. Nhưng họ nói bán chay ở Sao khu nghe họ ít người ăn. Thế là họ bán bún riêu mặn. Có một vị Phật tử thường theo dõi Facebook con, chỉ comment thẳng nói con tiếp tay cho người nghèo tạo nghiệp, cho con hỗ trợ cho họ vốn bán đồ mặn. Thậm chí con nhắn tin cổ vũ học sinh con bán đắt. Khi nhà em này khai trương buôn bán, chị này cũng nói con chút bán đắt là bị oan gia theo. Chỉ bên Bắc Tông, con kính mong sư chỉ dạy giúp con. Cái cách mà ứng xử tốt nhất là thôi mình chia tay nhau từ đây. Bớt thấy bớt nghe đỡ thì sư nhớ là ở trong Pháp Cú Đức Thế Tôn có nói là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này. Kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Đến Thế Tôn ngài thuyết pháp mà còn có người chê, thì cái chuyện mình làm có người khen người chê là chuyện bình thường. Mà cái người khen người chê á, là bậc trí á, thì mình hẳn lo. Thí dụ như quý vị làm mà quý vị hỏi ý kiến của sư, sư chê mà sư thì cũng không dám nhận mình là bậc trí, nhưng ít nhất sư dựa theo kinh tạng á, sư chê hoặc sư khen thì nó có căn cứ. Sư không dám nói theo ý của sư nghe, tức là sư khen hay sư chê là sư có căn cứ. Còn cái kiểu mà nói bâng quơ như vậy thì thôi, thì quý vị ơi, nó nhiều vô số kể. Mình để tâm ba cái đó thì chừng nào nó mới hết. Mình cứ lo làm việc thiện của mình, còn thiên hạ cứ ra sao thì đó là chuyện của người ta. Nhớ giùm nha, Đức Phật còn bị chê nói chi là mình ha. Còn xét về vấn đề làm từ thiện của quý vị á, mình làm tới đâu là nó xong tới đó. Thứ nhất, mình làm bằng tâm gì? Mình làm bằng tâm thiện. Và nó kẹt một cái như vậy nè. Cái này là cái tật của những người đi bố thí cúng dường làm từ thiện. Mà cái tật này là cái tật không nên nha. Là cái gì? Mình cho người ta cái gì là mình muốn người ta phải theo ý của mình. Đây là cái tật sư nói là mình phải bỏ nha. Mình tùy hỷ mình cho người ta rồi, người ta làm cái gì đó là chuyện của người ta. Chứ còn mà mình cứ bố thí cúng dường xong rồi là mình muốn người ta theo ý của mình, thì cái đó nó bản thân nó là một sự dính mắc. Rồi còn cái chuyện mà đó, cho nên á, quý vị bố thí cúng dường giúp đỡ họ để họ có vốn làm ăn là xong. Quý vị không, khi mà mình giúp đỡ họ đó, mình không hề có ý định là bảo họ nên làm những cái nghề tà mạng để kiếm sống, mình không có kêu nha. Mà mình chỉ có mong họ là kiếm những nghề chánh mạng để kiếm sống, tới đó đủ rồi. Còn họ quyết định như thế nào đó là chuyện của họ, đừng can thiệp vào người ta. Sư nói là mình có cái tật mình làm, mình cứ thể mình làm phước là mình bắt người ta theo ý mình, thì cái đó không có nên. Còn cái chuyện mà quý vị chúc người ta mua mai bán đắt mà oan gia trái chủ thì thôi, người ta nghe chuyện trên trời dưới đất đó hơi đâu nghe làm gì ha. Thiên hạ bây giờ đủ thứ đủ thể loại hết trơn á, nhiều khi nó bất ngờ dữ lắm. Cho nên là đó là lời khuyên của sư. Và không biết Đại Đức Thầy Tường có chia sẻ gì hết. Thưa Đại Đức Hành Tọa, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý của quan điểm với Đại Đức Hành Tọa là qua câu hỏi này nè, thì sư như thư thấy á, quý vị mà hỏi câu hỏi này nè, là cái tâm lý á, mình bị dao động, mình bị chi phối á, bởi cái lời đàm tiếu bên ngoài á.
chính là do mình kiến thức căn bản mình, kiến thức Phật pháp căn bản mình còn yếu, nên mình không hiểu, mình không hiểu rõ, nên chính vì mình không có giáo lý căn bản đó, cho nên ai nói, cho nên những người đó, những cái người mà nói quý vị nè, nên nó khiến cho quý vị giống như là bị dao động rồi hoang mang, và thậm chí rơi vào trạng thái lo sợ là không biết mình làm như vậy là có đúng không. Đó, đó là cái nguyên nhân chính nha, sẽ nói nguyên nhân chính là như vậy nha. Thì sư Hành Tại vừa rồi cũng đã phân tích một cái ý chính đó, quý vị cũng đã nghe đó, cái ý đó sư hoàn toàn đồng ý là như vậy, là do quý vị không hiểu được á, là cái việc làm phước đúng là như là phước là thuần tí thôi, vậy mình thuần tí thôi, mình thuần tí, mình phát tâm thiện lên rồi mình bố thí hay là mình trợ duyên cho vị đó dưới nhiều hình thức, có nghĩa là hình thức có thể về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Và về tinh thần á, thì ở đây tức là một cái lời khuyên, nhưng mà lời khuyên mấy vị nên nhớ nha, nên dừng ở cái mức mà lời khuyên nó tế nhị. Giống như Đức Hành Tại có nói với vị đó là giống như mình là phước cho họ thiệt, thì nhưng mà mình nên dừng cái mức mà gọi là giống như trong trường hợp đi đi nói là khuyến khích họ là bán chay, nhưng mà ở đây nói là khu họ bán chay nhiều người ăn, ít người ăn cho nên bán bún riêu mặn. Nhưng mà cái việc khuyến khích này quý vị, khuyến khích này nè, ngay cả việc khuyến khích quý vị, khuyến khích đây nè, quý vị cũng cũng hiểu chưa đầy đúng, chưa đúng thưa quý vị. Nếu mà khuyến khích ở đây á, quý vị không phải là khuyến khích cái việc chai mặn ở đây, tại vì vốn dĩ á, cái việc chai mặn á, bán chai hay bán mặn thưa quý vị, nó không đủ nói lên cái tiêu chuẩn đạo đức theo lời Phật dạy. Tại vì khi mà đọc câu này á, sư nhớ đến một cái, có một cái câu tương tự như vậy nè, tương tự như vậy là hỏi khổng lâu rồi, hỏi là sư là cái bán cơm chay cơm mặn á, là bán cơm mặn, cái đại loại ý như quý vị đã hỏi là bán cơm mặn á, thì mang cái ác nghiệp nhiều hơn, tại vì liên quan đến sát sanh này nọ đó, thì sư cũng có nói đó, cái đó là do mình suy diễn thôi thưa quý vị. Quan trọng nhất là người bán á, họ lấy cái nguồn thực phẩm như thế nào và cái tâm của họ như thế nào, quý vị nghĩ đi. Thí dụ bây giờ quý vị, họ có thể nghe lời quý vị để chiều lòng quý vị, để quý vị hỗ trợ tiền, hỗ trợ vật chất cho vị, để cho người ta có thể bán chay, nhưng mà người ta bán chay á, là giống như là cái tâm á, là trục lợi, có nghĩa là không phải hoàn toàn tâm, giống như là giờ rau đi, rau lấy thay vì thí dụ người ta bán có tâm đi, cái lấy nguồn thực phẩm tốt nè, những nguồn thực phẩm chay á, rất là tốt, thì nhưng mà người này lấy mấy cái rẻ tiền để lời nhiều, đúng không, rồi bỏ mấy những cái bột. Thực sự đây là một câu chuyện mà sư từng nghe cái người mà bán chay kể nha, là có người bán chay sư vị, họ mua cái bột gì mà gọi là bột ngon ở ngoài chợ Kim Biên đó. Mà cái bột đó đó là bỏ vô ăn rất là ngon, bán chay đó, được chay đó, bán chay mà bỏ vô ăn thời gian, cái ăn thời gian là gan thận đồ, thậm chí là xương mục hết đó. Quý vị nghĩ đây, nếu quý vị khuyến khích người ta bán đồ chay mà người đó là nào, họ vẫn chịu theo quý vị, nhưng mà cái nguồn thực phẩm đó, nó tại gì đó, rau không rửa này nọ, họ chỉ bán sao, miễn sao có lời nhiều thôi. Thì nếu bây giờ so với người người mà họ có thể tự quyết định cuộc đời của họ, giống như là Đức Hành Tại nói, mặc dù họ bán mặn thiệt, nhưng mà cái nguồn thực phẩm họ họ lấy là nó ít, nghĩa là nó tâm tinh nhục, nó phù hợp với lẽ đạo, phù hợp với lời Phật dạy, mà người ta bán có tâm, người ta bán đâu đó chất lượng thực phẩm đâu đó đàng hoàng, thì bị nghĩ là ai sẽ là hơn. Cho nên cái việc một lần nữa sư nhấn mạnh cái việc mà chai mặn ở đây cho mình hiểu rõ, thay vì cái việc mà mình khuyên người ta chai mặn thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Hành Tại, mình khuyên người ta là làm cái gì làm, có thể làm bất cứ nghề gì, làm bán ăn, bán nước uống đó, bán tạp hóa này nọ đó, nhưng mà những cái nghề phải dựa trên là nghề chánh mạng, chứ không phải là tà mạng, và thậm chí là khi mà buôn bán là phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba yếu tố rồi đó, là cái lời khuyên đúng đó. Chứ mình đừng có chấp vô cái việc mà chai mặn nó không đủ, thì vậy nó không đủ cái yếu tố mà để đánh giá đạo đức của một con người đó, thì phải hiểu rõ. Tại vì khi bị mình hiểu rõ nè, thì bất cứ thì cái người mà phán xét quý vị á, cái người mà họ comment ở đây, quý vị có nói nè, cái người đó là comment nói thẳng là con tiếp tay cho người tạo nghiệp để hỗ trợ họ bán vốn đồ ăn, nếu bị hiểu như điều sư nói nha,
Thì bây giờ có 100 người, 1.000 người mà comment, cái comment mà đại loại chỉ trích cho quý vị là hỗ trợ cho người đó bán đồ mạng thì quý vị cũng chả quan tâm. Tại vì vấn diễn cái người đó có mấy người đó, chưa comment nó có hiểu chuyện đâu. Đó, đó là cái yếu tố thứ nhất, nè, chị đã trả lời xong nha. Còn yếu tố thứ hai là cái bị này hỏi là con nhắn tin cổ vũ học sinh bán đắt á, thì bị nói là cái gì, chúng bán đắt là quan gia. Thì bây giờ quý vị nghĩ đi, thí dụ quý vị là giáo viên mà quý vị cổ vũ cho học sinh nhà người này là khai trương muốn bán đắt, mà cái này tâm đại nghe, cái cha chẳng thấy tâm này nè, sư tạm gọi là cái tâm tùy hỷ, tâm tùy hỷ ở trong tứ bộ lương tâm đó, có nghĩa là từ bi hỷ xả đó, thì tâm tùy hỷ đó, hay là cái trạng thái tùy hỷ này trong 10 phước nghiệp sự thì phước báo cho người ta đó, thì cái đó trạng thái, đó trạng thái tâm thiện đó. Nếu bị hiểu như vậy thì quý vị có bị có còn lưu tâm đến những cái lời mà người ta lời ra tiếng vào người ta chỉ trích quý vị không đó. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này, sư có một cái lời khuyên mà thậm chí là khuyến khích rất là nhiều cái vị hỏi câu hỏi này, là mình nên rất là nên luôn, rất là nên tìm hiểu lại kỹ lời Phật dạy và những cái giáo lý nền tảng trong Tam Tạng Kinh điển Pali, để mình hiểu rõ được cái vấn đề chai mặn, đúng không? Rồi vấn đề mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng như sư nói đó, đúng không? Rồi cái vấn đề mà những cái trạng thái tâm mà từ bi hỷ xả, hay là cái trạng thái tâm trong một phút nghiệp sự có một cái trạng thái tâm gọi là tùy hỷ phước báo người ta, thì khi mình hiểu được á thì mình làm các thiện pháp không bao giờ bị những cái đối tượng bên ngoài á, họ lời ra tiếng vào đàm tiếu phán xét mình sẽ không bị dao động, mà mình luôn giữ cái tâm thiện đó. Mà một khi mình giữ tâm thiện đó, đó là nó sẽ mang lợi lạc cho mình ngay trong hiện tại, mang lạc trong tương lai, mà nó mang lợi lạc cho chính bản thân mình và những cái người thân, bạn bè, thân hữu, quyến thuộc xung quanh mình đó. Rất là quan trọng khi mà mình hiểu được cái giáo lý, cái nền tảng giáo lý căn bản. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn thầy Đức Tuệ Từ, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.